Thì tới đầu tiên đó là ngày thành lập công ty và sinh nhật của tổng giám đốc. Về chương trình văn nghệ, những cái chương trình thi đua giữa các học ban. Nhắc đến 15 tháng 10 thì gắn nghĩ tới rất là nhiều hoạt động của công ty mà diễn ra để cho các bạn. Tới 15 tháng 10 thì là chị có những cái hoạt động chơi giúp cho mọi người gắn kết với nhau. Là tiêm quần đoàn kết và có những nhiều tiết mục rất là sôi nổi. À, 15 tháng 10 là ngày lễ truyền thống của công ty mình. 15 tháng 10 là kỷ niệm ngày thành lập của công ty. Mình sắp được làm diễn viên và đồng hành cùng với tất cả các chị đồng nghiệp của mình trên sân khấu lớn là sân khấu của Thiên Phát. Còn Dũng thì sao? Lần này nhân sự khá là đông, hy vọng là sẽ có một cái tiết mục dành cho nhà máy Hồng Giang khá hoành tráng. Đối với mình thì ngày 15 tháng 10 là thật là đáng nhớ, sôi nổi hoành tráng. Ngày 15 tháng 10 em thấy được sự đoàn kết của công ty và là niềm vui chung của tất cả mọi người trong công ty. Sôi nổi, thứ hai là nhiệt huyết, thứ ba là máu lửa. Sự hoành tráng, quy mô và sáng tạo. 25 năm qua, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã và đang thực hiện hóa những điều lớn lao để mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua việc củng cố lòng tin vững chắc rằng Tân Hiệp Phát là một công ty có nền tảng vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, người tiêu dùng tại Việt Nam và các nhà đầu tư. Với tinh thần không gì là không thể, Tân Hiệp Phát sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng thực hiện các cam kết của mình để phát triển phù hợp với những khát vọng lớn lao hơn của Việt Nam, của cộng đồng, kết nối các giá trị tích cực, lan tỏa giúp mọi người cùng phát triển. 15 tháng 10 năm 1994, 15 tháng 10 năm 2019, 25 năm, một cột mốc quan trọng và ý nghĩa trong quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đi lên từ con số 0, chặng đường này là minh chứng cho sự đúng đắn của ban lãnh đạo trên con đường hiện thực hóa nguyện vọng, tầm nhìn, sứ mạng và đó cũng là minh chứng cho nỗ lực và nhiệt huyết của tất cả thành viên đang làm việc tại đây. Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa, mùa lễ hội truyền thống hoành tráng nhất của tập đoàn Tân Hiệp Phát đang đến gần kề. 15 tháng 10, một mốc thời gian có lẽ vô cùng quen thuộc với tất cả các thành viên của đại gia đình Tân Hiệp Phát, bởi không chỉ mang ý nghĩa to lớn là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Tân Hiệp Phát, mà còn là ngày hội truyền thống của tất cả thành viên của 4 nhà máy. Trải qua 1/4 thế kỷ, ban lãnh đạo cùng tất cả các thành viên Tân Hiệp Phát hướng đến hành trình 100 năm xây dựng đội ngũ, nâng tầm dịch vụ vì sự phát triển bền vững. Với chủ đề Giải khát triệu ước mơ, thanh mát một gia đình, chủ đề của 15 tháng 10 năm nay kết nối với sự kiện kỷ niệm 40 năm lời cam kết của hai nhà sáng lập Dr. Thanh và Madam Nụ. Không chỉ riêng gia đình Dr. Thanh, lời cam kết đều có thể bắt đầu từ những mối quan hệ trong mọi gia đình và để giữ gìn cam kết đó không hề dễ dàng, nó cần sự sẻ chia, đồng cảm và cùng nhìn về một hướng. Mở rộng hơn, lời cam kết 25 năm và hơn thế nữa của Tân Hiệp Phát chính là hướng về nguyện vọng, tầm nhìn, sứ mệnh, nơi chúng ta có một gia đình lớn thứ hai, đại gia đình Tân Hiệp Phát, cùng nhau nỗ lực từng ngày đi về phía trước. Giải khát triệu ước mơ, thanh mát một gia đình. Giải khát, một gia đình lớn Tân Hiệp Phát đã cùng nhau giúp giải khát hàng triệu ước mơ người Việt. Triệu ước mơ, mỗi cá nhân có quyền tự hào khi tổ chức đạt được ước mơ, vì trong đó có công sức đóng góp của tôi. Tôi là thành viên của Tân Hiệp Phát và Tân Hiệp Phát cũng chính là tất cả nhân viên. Một gia đình, đại gia đình Tân Hiệp Phát là nơi mỗi người được phát triển, là nơi mỗi cá nhân có thể chia vui, sẻ buồn, sẵn sàng chịu trách nhiệm với thành công, thất bại của người khác, sẵn sàng phát triển người khác, giúp mỗi người có năng lực, sức mạnh và niềm tin để thực hiện ước mơ của riêng mình. Mình đã có được 6 lần tham gia là lễ hội 15 tháng 10. Thì mỗi năm, năm nào cũng vậy, mình cùng với lại là anh em trong khối an ninh tham gia hầu như đầy đủ các cái chương trình sự kiện liên quan tới ngày lễ hội truyền thống này. Và cứ mỗi mùa như vậy thì là mang tới cho mình và cho tất cả nhân viên của công ty là những cái cảm xúc mới, những cái hoạt động là sôi nổi, tạo những cái khí thế mới để mà làm việc tốt hơn. Chắc thì năm nào cũng là mong đợi hết, năm nào cũng muốn được tham gia hết. Dạ. Rồi mấy năm trước đó, có mấy anh thì làm thơ này, rồi hát hay văn nghệ này. Dạ. Rất là vui.
Còn năm nay á, mình tham gia ở ngoài Hậu Giang thì chắc là mình sẽ đóng góp một tiết mục nào đó. Dạ. Là về rất vui. Cái hoạt động mà giúp các cá nhân thể hiện được các cái năng khiếu của mình, ví dụ như là sáng tác ca khúc hay là viết bài thơ hay là tham gia các hoạt động của công ty. Và mục tiêu cuối cùng của nó là thì cái chương trình 15 tháng 10 là một trong những chương trình mình thấy là nó ý nghĩa, và cái chuỗi hoạt động của nó thì đem lại cho cái tính gắn kết rất là cao cho các thành viên trong đại hình tượng hình phát. Và qua đây thì anh nghĩ nếu mà có tới gắn kết rồi thì mình sẽ làm rất tốt, hợp tác tốt và phối hợp tốt hơn trong cái công việc. Cũng là do mình mới vô làm từ hồi ngày 27 tháng 11 á, nên cái đợt là 15 tháng 10 lần trước thì mình cũng không được có cơ hội để tham gia. Mình cũng nghe mọi người trong phòng nói rất là nhiều, như là năm ngoái thì mọi người chơi rất là vui, tham gia nhiều trò chơi, ca hát gì đồ các kiểu. Thì nên là 15 tháng 10 ngày năm nay á, thì mình cũng là rất là mong đợi luôn. Bên cạnh những chương trình truyền thống như hội thi văn nghệ diễn ra vào ngày 29 tháng 9, Tự hào TSB diễn ra vào ngày 21 tháng 9, Tri ân nhân viên thâm niên được diễn ra vào ngày 17 tháng 10. Các chương trình nội bộ chào mừng lễ kỷ niệm 25 năm dự kiến sẽ có thêm 3 hoạt động mới là trò chơi vận động vượt mọi giới hạn được diễn ra vào ngày 24 tháng 8, THB trong tôi được diễn ra vào ngày 30 tháng 8 và THB Wow được diễn ra vào ngày 14 tháng 9. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mới mẻ cho đại thành viên gia đình Tân Hiệp Phát. Đối với năm nay thì chị cũng mong đợi là cái sự gắn bó của cái nhân viên mình được tham gia lễ hội để cho nhân viên mình nó hiểu được cái văn hóa của công ty mình. 15 tháng 10 năm nay thì mình mong đợi là sẽ có nhiều tốt một văn nghệ, trò chơi độc và lạ nhiều hơn nữa. Có nên có cái những cái tiết mục văn nghệ. Dạ. Nó mang tính tập thể. Dạ. Tức là mọi người đều qua cùng với nhau vui chơi giải trí. Cảm xúc trong lòng và là tim ở dưới rồi rất nôn nao để chuẩn bị cho những cái chương trình thi đua giữa các khối. Mùa 15 tháng 10 năm nay á, trước tiên là chị thấy công ty nó thay đổi rất nhiều về cái văn hóa và môi trường làm việc. Thứ nhất là được thể hiện những cái game show mới lạ hơn mọi năm. Cái điều đó đang mong chờ trong thời gian tới. 15 tháng 10 hàng năm là dịp dành cho những anh em từ mọi miền đất nước dưới mái nhà Tân Hiệp Phát sẽ cùng hội tụ, cùng đồng lòng tham gia những hoạt động văn hóa từ tổng công ty. Đó sẽ là những ngày tháng cùng tập luyện văn nghệ hăng say, cùng nhau tham gia trò chơi tập thể. Các chương trình năm nay sẽ là cơ hội để các thành viên thể hiện tinh thần đồng đội, giao lưu, gắn kết nhưng sự tự hào về tổ chức, con người, sản phẩm, thương hiệu của đại gia đình Tân Hiệp Phát. Kính chúc các thành viên sẽ có một mùa lễ hội thành công và ý nghĩa.